Sonia. Starbucks. Để thấy quý vị nghĩ này, xe trên đường này toàn là chạy sáng giờ chưa nghe một tiếng. Hầu lớn những người trong hoàng gia nắm. Tuy nhiên, hoàng gia nắm mà làm việc cũng như là thuê lại nhân công đối với người dân ở đây thì trả khá hậu. Nên người ta cũng rất là thích hoàng gia. Mặc dù hoàng gia nắm cánh cái việc ở đây, nhưng mà người ta cũng rất là thích ở đây. Ông Hasan được người dân yêu mến nhất. Và quý vị biết này, việc nói rồi mà, nước nhỏ không nhỏ, lớn không lớn. Và ông với ông Rashid Jabin, ông chỉ là thủ tướng Israel ngày xưa đó. Hai ông này là hai ông kết nối lại và hai nước rất là lâu rồi, không bao giờ nhìn mặt nhau. Nhưng ông Rashid Jabin và ông Hasan chính là hai người có thể nói chuyện được với nhau, và hai nước mới đặt lại mối quan hệ với nhau. Còn ngày xưa giữa biên giới không bao giờ có một chỗ có thể qua lại được. Và quý vị biết này, khi ông Rashid Jabin mất, ông bị căn bệnh ung thư, thế ông Abdullah mới lên lời kêu gọi để cho toàn Philadelphia. Trên cột đó nó có nghiên tài từ năm luôn. Hết toàn bộ cũng có thể đi lên đây chụp ngược lên. Mấy cột kia chính là cái tên như là đồng là ai đặt After that you do a walk in the city, right? Walk to the food market. Fruit market. Yeah. And we go back. 29717866 ạ. Yalla wassa. Wassa. Corona ضبط معاك انه. وقف. روح. اسحل. تبعي طويلة دي. اسحل بس انت. ولو في سيارة صفعة سنة تجيبوش اصلا. وكل الزنزل انت يلا نلحق قال طلعت الموظفين وين نلحقش تقول ان شاء الله نلحق يلا نستعجل اسلام صدق تروح على امي على المدينه يا زلمه اللهم يا رب السلام وشافيها وعافيها الله يسلمك and how about the house what house after my house no way but Where? It's, you know, there is a residential one that's outside of Amman, close to your hotel area, that area, west bank, west side of Amman. This is official royal palace. Dafür,
trời. Người ta nói rằng khi ông mất xong thì ông được chôn trong cái nhà thờ tượng nhớ ông Mô-xê luôn, đằng ngay chính điện á. Xin được vào để sẽ đưa cho quý vị thấy cái đó. Tuy nhiên, sau này người ta khai quật lên thì không có cái gì hết. Như vậy có rất là nhiều ngôi mộ ở bên Kitô giáo, bên Do Thầy giáo bây giờ không có hình hài trong đó. Thứ nhất, mộ ông Mô-xê không có này. Chúa Giê-xu có gì trong không? Mộ Chúa Giê-xu có gì đâu không ạ? Không có gì. Mộ mà Maria có gì không? Không có. Vậy, đây là những đấng tiên tri. Và những đấng tiên tri này không có một hình hài cũng như mộ. Vậy, người ta nói rằng khi địa chỉ Byzantine trở thành một trong những người, những nhà nước lớn mình theo Kitô giáo, thì lúc này ông Constantine một, ông đốt hết, xóa hết tất cả những văn bản cũ của Công giáo để ông soạn thảo ra một thời kỳ Công giáo mới. Và trước đó người ta không biết trước đó có cái gì, và bây giờ hiện tại có theo ý tưởng của ông hay không, hay là theo dòng lịch sử, thì cái này đến bây giờ hiện tại cũng không biết được. Nhưng hiện tại bây giờ công gì cộng đồng Công giáo La Mã vẫn tuân theo những cái gì ông viết ra. Kể cả Hồi giáo này cũng vậy. Sau khi ông Muhammad mất, đến ông thứ hai là ông Umar, đến ông Baba, đến ông thứ hai là ông Usman, đến ông thứ ba ông Umar. Thì ông Umar mới gom góp hết tất cả những tài liệu viết về cuộc đời cũng như là những điều răn của ông Muhammad viết lại thành một tập. Và ông ra lệnh đốt hết tất cả những cái cũ đi. Là sao chép lại thì đốt hết. Tuy nhiên những người đi thu thập đó đã viết lại một cuốn mới. Hiện tại bây giờ toàn bộ cộng đồng Hồi giáo vẫn đang xài. Tuy nhiên người ta vẫn tìm được 5 mẫu bằng chứng ghi lại tất cả những lời ông Muhammad nói, bây giờ đang được trưng bày khắp nơi. Tuy nhiên người ta vẫn tin cái bản đó, còn những cái kia thì người ta vẫn giấu nhẹm đi. Như vậy chắc chắn sẽ có khác. Nếu không có khác thì người ta việc gì người ta phải giấu. Đấy, nên pin và những cái này đều theo ý tưởng, đều theo gọi là quan niệm cũng như là you know, I think it's easier the raincoat. Raincoat is much better, right? I don't know, maybe $5, $6, something like that. For one? One expensive. You know, umbrella, it's like that, maybe it's a bit more expensive. And this is, you know, very quality. Not really quality. You got a great municipal in the first house, right? You go to my neighbor. My neighbor is at home outside. Close the door. Inland with Nebo. Jordan Valley. Đó cũng chính là thung lũng của sông Jordan ở đó luôn. Look at the view, it's really a nice view.
See, with the sun facing this, in some places it's nice and easy. How about the lake? Is it expensive? Yes, it is expensive, and all of that in there, it's private, it belongs for the people. Yeah? And it's not government. Government, if they want to do any project, they put the land from the people and they pay. If my land clean. The government said we are, we decide to build a government building here, they can do it. They can do it, and, but they have to pay. And I cannot say no, I cannot give it to you. I have to agree, but I have to receive the highest price from the government. How about in desert? Even desert, it is a, you know, it's private, it's belong for many people. This is why they mean the dollar, they are not poor people. We don't. Huh? Bidu. Yeah, Bidu, yeah. Bidu. We call them Bidu. Căn nhà thờ tưởng niệm ông Mô-xê ở bên dưới thung lũng phía bên tay phải này. Xíu nữa về sẽ chỉ cho quý vị một cái cây. Cây này khi đoàn người lưu lạc trong sa mạc như vậy, muốn nhau tét đầu chảy máu về cái nguồn không có nước, thì ông Mô-xê ông mới dùng cái gậy của mình nó gõ vào tảng đá, thì nước trong tảng đá nó chảy ra ở dưới này. Xíu nữa về sẽ chỉ cho quý vị. Rồi chúng ta tới núi Nebo, chúng ta chuẩn bị xuống tham quan nhé. Cái cây ở phía bên tay trái hướng khoảng 4 giờ chiều này, một cái cây nằm một mình sẽ xuống dưới để sẽ chỉ cho quý vị. Rồi chúng ta xuống tham quan núi Nebo trước mặt và hết mưa, chúng ta thật sự may mắn.